Hello, xin chào mọi người, là nhà Lan đây. Chỉ còn một tuần nữa thôi là Trung Thu đã đến rồi. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm chiếc lồng đèn cá koi đang hot trend hiện nay nhé. Chiếc đèn ngày hôm nay được làm từ kẽm nhung với màu là màu cam nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình hai cái nắp trà sữa. Chúng ta sẽ lập ụp nó lại để tạo thành một cái hình quả cầu. Đây là đèn nè. Các bạn sẽ gắn lại cái sợi dây để lát nữa chúng ta bắt đầu khi gắn đèn thì chúng ta mới mở ra để thử đèn nó còn sáng không nha. Và ở đây là keo nến. Trước hết thì các bạn sẽ chiết keo nến để dán hai cái đầu của cái nắp trà sữa này lại với nhau. Và nếu mà các bạn để không như thế này thì nó sẽ khó để nhét vào chung với nhau nên các bạn sẽ cắt nhỏ đi cái phần đầu. Các bạn sẽ cắt đi một đoạn phần đầu ở phía trên này nè. Các bạn đừng có cắt phạm sâu quá thì nó sẽ không còn là hình tròn nha. Các bạn cắt một xíu thôi, rồi lát nữa chúng ta gộp lại. Nếu mà nó vô vừa khít rồi thì các bạn sẽ ngừng nha, đừng cắt quá. Tiếp đến các bạn sẽ dùng keo nến để dán hai cái đầu này lại với nhau. Cái phần mà các bạn đã cắt rồi thì các bạn sẽ nhét vào bên trong, còn cái sợi kia nằm ngoài. Các bạn sẽ chét keo tới chỗ nào mình làm rồi thì các bạn sẽ nghỉ. Các bạn đừng có chét nhiều quá, giống mình như thế này thì sẽ làm cho cái nắp nó bị chảy ra, nó sẽ không được đều. Các bạn chích một đoạn thôi rồi các bạn sẽ quấn nha. Ở đây mình chích hơi dài này mà làm không kịp nên nó bị hơi nóng rồi. Nhưng mà không sao, cái này mình sẽ nhét ở bên trong nên mình sẽ cũng không cần phải đẹp cho lắm. Rồi ở đây cái phần đầu này nó hơi nhỏ, các bạn sẽ dùng kéo để cắt cho nó rộng ra một xíu. Nhưng mà đừng có cắt nhiều quá, các bạn cắt vừa phải để lát nữa chúng ta có thể nhét những cái đuôi cá vào. Các bạn bóp nó cho nó dính lại với nhau như thế này. Còn sợi đèn thì các bạn sẽ nhét vào bên trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần thân của con cá này. Thì các bạn sẽ cắt đôi sợi kẽm nhung, sau đó các bạn sẽ quấn vào trong cái nắp. Các bạn sẽ quấn hai cái đầu của cái nắp, các bạn quấn lại với nhau. Đây ở phần đầu trên các bạn sẽ gập lại một đoạn. Rồi ở phần đầu dưới các bạn sẽ gập lại như thế này. Các bạn khỏi cần dùng keo nến cũng được. Tại vì khi mà kẽm nhung các bạn quấn chặt như thế này nó sẽ không có bị rớt ra đâu nha. Nếu mà các bạn chích keo nến thì nó hơi nóng, nó sẽ làm bị cái phần đầu nó sẽ bị lỏng vào, nhìn nó cũng không được đẹp. Các bạn cứ gập kẽm nhung như thế này là được rồi. Tiếp tục qua cái thứ hai, các bạn sẽ quấn cho mình một đoạn khoảng một nửa cái trái trái nửa cái hình cầu này nè. Các bạn sẽ quấn kẽm nhung màu cam xung quanh cái nắp này của chúng ta nha. Ở phần đầu trên gập một đoạn, rồi ở phần đầu dưới thì gập hết. Các bạn nhớ căng thẳng dây ra. Các bạn có thể quấn cái phần này hết một nửa hoặc là một phần ba như thế này cho mình là được rồi nha. Sau đó mình sẽ làm những quấn thoát lại những cái vảy cá rồi chúng ta đến ở phần trên đầu của cái quả cầu này. Thì phần vảy cá các bạn làm cũng dễ thôi. Đây, vảy cá là sẽ như thế này nha các bạn.
các bạn đã cắt đôi sợi kiểm nhung ra như thế này rồi, thì các bạn sẽ lấy hai sợi kiểm nhung các bạn quấn lại như thế này cho mình. Một sợi các bạn sẽ gấp đôi lại và bóp ở phía đầu ở phía dưới, là chúng ta đã được một cái vảy cá rồi nè các bạn. Ở phần dưới các bạn sẽ túm lại cho chặt lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dán cái phần vảy cá này lên trên cái phần cái nắp quả cầu mà mình vừa làm được. Ở đây cũng tương tự, các bạn sẽ gấp đôi sợi kẽm nhung lại. Sau đó các bạn sẽ căng ngay bị quấn một vòng ngay vị trí ở gần giữa này. Rồi hai cái đầu kia kéo xuống và quấn tiếp ở phía dưới. Vậy là một cái vảy cá đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ dùng cái nến để đính nó vào trên cái quả cầu mà mình đã làm. Các bạn sẽ quấn theo đính theo từng lớp nha. Đây này các bạn sẽ đính ở lớp đầu tiên là như thế này. Tiếp đến các bạn lớp thứ hai các bạn sẽ tăng mũi lên, tăng cái số lượng cái vảy đó lên. Các bạn nhớ là đừng có làm nó cong quá thì nó sẽ không được đẹp, các bạn bẻ nó thẳng thẳng ra thôi. Hơi cong thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần đuôi cá ở phía dưới. Đuôi cá thì mình sẽ làm 5 cái đuôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đuôi cá nha. Các bạn sẽ lấy cho mình màu vàng với màu cam để chúng ta làm phần đuôi. Hai sợi màu vàng. Thì các bạn sẽ cắt bằng 1 phần 3, 2 phần 3 như thế này đi. Các bạn sẽ gộp vô cho mình là 4 sợi gồm 3 sợi màu cam và một sợi màu vàng. Và các bạn đã cắt đi 1 phần 3 nha. Tại vì nếu mà các bạn làm cái đuôi dài quá thì nó sẽ không được đẹp, nó không được cân xứng với lại cái nắp trà sữa này. Nên các bạn cắt đi 1 phần 3, chúng ta sẽ còn giữ lại là 2 phần 3. Sau đó các bạn lấy sợi kẽm nhung dài bình thường á, các bạn quấn ở phía đuôi. Quấn hai vòng sau đó kéo nó xuống. Rồi các bạn sẽ dùng tay miết trên những cái đoạn này nó đều ra với nhau. Hai sợi màu cam, màu vàng các bạn có thể đặt ở phía giữa luôn hoặc là các bạn sẽ canh đều ra như thế này để cho nó được phân bố đều ra. Tiếp đến các bạn sẽ dùng sợi dài nhất các bạn quấn ở phần đuôi. Các bạn quấn chặt cố định phần đuôi nó lại. Sau đó các bạn sẽ bẻ cái ở phần cong này lại với nhau. Cách làm thì cũng tương tự như khi chúng ta làm hoa sen. Ở phần đuôi dưới thì các bạn sẽ gập nó lại. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm thêm 4 cái cánh này để chúng ta làm thành một cái đuôi cá nha. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thì chúng ta sẽ đính nó vào trong cái hộp trà sữa bằng keo nến nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để đính. Và nhìn cái hộp này nếu mà các bạn thấy chỗ nào nó bị thưa, khích quạ thưa như thế này, các bạn dùng keo nến các bạn đính vào để nó được dính sát vào với nhau và nó sẽ được đều hơn. Với lại nó sẽ không bị bung nha các bạn. Các bạn dùng keo nến nhưng mà nhớ là chích ít thôi, chích nhiều quá thì nó sẽ lộ cái đường keo ra không được đẹp. Tại vì khi mà chúng ta dùng kẽm nhung chúng ta quấn thêm ở đó thì sẽ làm cho cái phần đầu đầu hai bên nó sẽ bị dày lên nhìn nó kỳ lắm. Ở giữa thì mặc dù nó đẹp đó nhưng mà ở phần đầu nó sẽ bị cộm lên nhìn nó không được. Con cá của mình cái miệng nó hơi bị kỳ lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái vảy cá để chúng ta đính lên phía trên. Chỗ nào còn thiếu ít ít thì các bạn có thể thêm vào như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đính cái phần vảy cá nha. Lớp đầu tiên là 2 hoặc 3 sợi. Tùy theo cái mạng chừa ở phần dưới như thế nào, ở đây mình chừa nhiều. Nên mình sẽ đính là 3 cái vảy cá. Tiếp sau, lớp sau thì các bạn sẽ tăng lên là 4 hoặc 5 cái. Tùy theo các bạn đính như thế nào, cách các bạn đính nữa nó sẽ cần ít hay cần nhiều nữa nha.
Lớp sau thì các bạn nhớ là đứng ở phía dưới nha các bạn. Đừng có đè lên phía trên nhìn nó sẽ không được đẹp đâu nha. Các bạn sẽ nhét ở phía dưới như thế này để làm lớp thứ hai. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ hoàn thiện hết cái em bé cá này. Làm được một đoạn rồi thì các bạn sẽ nhét cái phần đèn vào bên trong. Các bạn sẽ gỡ dây ra cho nó thưa thưa ra. Các bạn sẽ nhét vào thì cái hộp cá này khi mà mở lên nó sẽ sáng đèn, nó sẽ được đều hơn. Còn nếu mà các bạn nhét nguyên cục vào nó sẽ có một chỗ nó sáng thôi. Các bạn sẽ nhét vào như thế này, tách nó ra và nhét vào. Rồi tiếp đến các bạn sẽ đính những cái phần còn lại ở phía dưới. Những cái đuôi phía dưới các bạn tiếp tục đính cho mình luôn nha. Rồi đây là chúng ta đã làm xong được bé cá nha. Bây giờ mình sẽ đính cái đuôi vào. Thì các bạn sẽ chiết keo nến và nhét nó vào bên trong. Cái phần dây dư thì lát nữa các bạn sẽ quấn ở lớp ngoài một xíu để cho cái khi mà bật đèn lên nó sẽ sáng ở ngoài nha. Cái phần miệng này nếu mà các bạn cắt cái ô lớn hơn xíu thì các bạn sẽ dễ dàng nhét những cái cánh hoa này vào với nhau để tạo thành cái đuôi cá. Còn nếu mà các bạn cắt theo cái miệng của nắp trà sữa không thôi thì nó sẽ hơi ít, thì các bạn sẽ không nhét vừa 5 cái đâu, các bạn có thể nhét 4 cái thôi nha.
Rồi còn cái sợi dây này các bạn sẽ quấn xung quanh, sau đó các bạn dùng keo nến để chét cố định nó vị trí ngay chính giữa. Và các bạn nhớ là để cái phần nắp ở phía trên để chúng ta dễ dàng tháo lắp khi mà thay pin nha. Nếu mà các bạn ấn ngược lại rồi thì nó sẽ hơi bất tiện, khi mà chúng ta thay pin nó sẽ dễ bị tụt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần viền. Mình sẽ viền cái phần đầu cá này. Các bạn sẽ chết keo nến ở hai cái phần đầu, sau đó các bạn gập cái phần kẽm nhôm lại, cẩn thận kẻo bị bỏng nha. Sau đó các bạn quấn xung quanh cái lớp viền này. Thì các bạn có thể dùng keo nến để đính vào đi, để nó sẽ giữ yên vị trí. Ở phần đầu này thì các bạn gập lại. Ở phần trên này nó hay bung nè, các bạn dùng keo nến để cố định nó lại nha. Rồi tiếp tục lớp thứ hai các bạn cũng sẽ đính y chang như vậy luôn. Cái phần đầu thì các bạn chườm dài một xíu, các bạn nhét vào bên trong. Sau đó các bạn chiếc keo nến vào quấn như thế này. Rồi ở đây chúng ta đã đính xong cái phần đầu của bé cá. Viền ok không nè. Bây giờ mình sẽ làm cái phần miệng. Miệng thì các bạn sẽ dùng sợi dây kẽm nhôm để các bạn quấn thôi. Đầu tiên các bạn sẽ quấn một vòng tròn nhỏ, sau đó các bạn sẽ quấn cái vòng tròn lớn ở phía ngoài. Miệng cá làm xong rồi thì các bạn sẽ làm cái phần vảy cá. Vảy cá thì các bạn sẽ gấp cho mình cái hình tam giác. Sau đó các bạn sẽ quấn kẽm nhôm làm đều cái hình tam giác đó. Các bạn sẽ làm phía trên đầu này nè. Thì các bạn có thể làm cái tam giác nhỏ xíu thôi. Này lần đầu mình làm nên mình làm ở cái tam giác nó hơi bị lớn, làm cái phần vảy trên nó hơi bị cộm lên. Nhưng các bạn có thể làm nhỏ lại thôi nha. Rồi cái phần dây này các bạn sẽ bắt đầu quấn ở bên trong, quấn theo từng lớp lại.
Sau khi đã cuốn xong thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để dán nó lên phía trên đầu và dán cái miệng cá lại luôn. Các bạn sẽ chét keo nến ở phía lớp dưới. Này các bạn đặt vào. Đây mình làm cái tam giác hơi lớn nên khi lên hình nó sẽ không được đẹp, nhìn nó hơi không được tự nhiên nha. Ở đây các bạn sẽ chét keo nến xung quanh cái phần vòng tròn mình đã làm. Sau đó các mình sẽ đính lên trên cái phần miệng cá này. Vậy là một bé cá xinh xắn đã có đó nè. Hình cơ bản đã xong, bây giờ mình sẽ đến phần trang trí. Trang trí thì mình sẽ gồm là đính cọc trai và làm dây đeo, dây để treo thôi nha. Tiếp đến mình là sẽ làm hai cái vây bơi cho cá. Thì cái vây bơi thì các bạn sẽ làm như cái cánh hoa hồng. Các bạn sẽ cắt đôi sợi kẽm nhung ra. Chúng ta sẽ lấy hai sợi kẽm nhung chúng ta cắt đôi ra để chúng ta làm một cái hờ vây một bên. Các bạn sẽ lấy một sợi dây. Các bạn đặt ở một sợi dây các bạn sẽ đặt ở ngoài. Ba sợi dây trong thì các bạn sẽ gấp đôi nó lại. Sợi dây các bạn sẽ đặt một cái nằm ngang nha. Rồi một cái kia các bạn quấn như thế này. Tiếp tục. Sợi thứ hai. Các bạn sẽ chỉnh nó vào ngay vị trí chính giữa. Sau đó các bạn sẽ nhét cái sợi thứ hai vào cũng quấn hai vòng như thế luôn. Các bạn sẽ cũng quấn hai vòng cho mình. Tiếp tục sợi dây thứ ba. Sau khi quấn xong thì các bạn sẽ gấp đôi cái sợi dây ở đầu. Rồi, xong rồi các bạn sẽ gấp hai cái sợi dây xuống. Các bạn sẽ dùng tay miết hai bên cho nó được đều lại. Và các bạn nhớ bóp một xíu cho nó thành cái vảy cá, nó sẽ có độ nghiêng. Rồi ở phần đuôi thì lấy sợi dây dài nhất và chúng ta quấn thôi. Tiếp đến thì các bạn sẽ sử dụng bom bom để các bạn đính xung quanh. Các bạn có thể sử dụng ngọc trai hoặc bom bom đính đều được hết nha. Ở đây bom bom mình sẽ đính xung quanh cái phần vây tam giác ở trên này nè.
Rồi bây giờ mình sẽ đính cái phần vây cá ở phía dưới. Còn một cái vây cá còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho mình luôn nha. Các bạn sẽ đặt nó ở phía dưới này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn là đính ngọc trai. Thì các bạn sẽ đổ ngọc trai ra để chúng ta dễ dàng lấy khi mà chúng ta đính nha. Ở phần trên đầu đó thì chúng ta sẽ đính ngọc trai nhỏ, còn ngọc trai to các bạn sẽ đính ngay cái phần đuôi của cá. Rồi đây là thao tác của keo nến nè. Để làm những chiếc lồng đèn như thế này thì các bạn sẽ cần tốn keo nến khá nhiều nha. Rồi, phần cơ bản đã xong, giờ đã có đèn rồi, bây giờ chúng ta chỉ thiếu cái tay cầm thôi. Thì tay cầm các bạn sẽ sử dụng một cái đũa, mình mua cái đũa ngang này để chúng ta quấn tại phần tay cầm nè. Sau đó, các bạn sẽ dùng kẽm nhung để các bạn quấn xung quanh. Kẽm nhung này các bạn có thể sử dụng màu vàng đi cho nó đều màu. Nhìn nó hợp màu với lại cái lồng đèn của chúng ta, còn màu cam thì nó hơi tối. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, nếu mà đèn chúng ta dùng màu cam, màu vàng nè, khi mà lên màu, lên hình nó sẽ được sáng nổi hơn. Còn nếu mà các bạn làm màu xanh dương, xanh lá đồ thì khi mà chúng ta gắn đèn vào nó bị tối lắm, nhìn nó không có lên màu, nhìn nó không có lung linh gì hết á. Mình đã thử rồi nên các bạn nhớ là sử dụng màu cam hoặc màu vàng nha. Thì lên màu đèn nó sẽ đẹp hơn. Sau khi quấn xong cái phần tay cầm thì các bạn sẽ xỏ dây vào trong, xỏ
những cái hạt cọc trai vào trong cái phần dây ở len của mình để chúng ta có thể làm cái phần dây treo. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một đoạn len để chúng ta treo cái phần quả phần cá này lên trên cái phần lồng đèn. Các bạn sẽ gấp đôi cái sợi này lại. Nó sẽ gấp một bên, nó sẽ gấp đôi cái phần tay cầm, tổng của chúng ta sẽ có bốn sợi với chiều dài tương ứng với cái đũa của mình nha. Hoặc các bạn có thể làm ngắn thôi, là ngắn để phù hợp với mấy bé nè. Tiếp đến là các bạn sẽ dùng một sợi chỉ, các bạn buộc xung quanh cái phần dây len để lát nữa chúng ta xỏ ngọc trai vào nó dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ cột hai cái đầu nó lại và bắt đầu chúng ta sẽ xỏ ngọc trai vào. Các bạn xỏ tới đâu thì các bạn sẽ chiếc keo nến tới đó để cho nó được giữ cố định, nó sẽ không bị tuột lên tuột xuống nha.
Sau khi đã làm xong sợi dây thì bây giờ các bạn sẽ uốn tiếp cái phần tay cầm. Để lát nữa chúng ta lên phần trên đầu á, chúng ta sẽ dùng cây nến để chắc cố định cái sợi dây lại. Rồi các bạn sẽ uốn tiếp tục sợi kiểm nhung như thế này cho tới hết cái phần cây đũa của mình nha. Tiếp đến mình sẽ quấn cái bông hoa. Các bạn sẽ gấp dùng sợi kiểm nhung này, các bạn sẽ gấp đôi nó lại. Sau đó các bạn sẽ gấp làm bốn như thế này để chúng ta sẽ bắt đầu móc bắt đầu quấn những cái bông hoa lại. Rồi tiếp đến là mình sẽ làm một cái bông hoa để mình đính ở phía trên đầu của cái tay cầm này. Phần dây thì các bạn nhớ canh nó được cái làm cho cái lồng đèn mình khi mà treo lên á nó sẽ được ngay ngắn và nó sẽ không có bị xệ xuống nha. Tiếp đến các bạn sẽ đính bông hoa này vào phía trên cái đầu tay cầm. Sau đó các bạn sẽ dùng cái bông bông hoặc là ngọc trai để chúng ta đính làm cái phần nhị của bông hoa nha. Ta-da, vậy là một bé cá xinh xắn đã được ra đời rồi các bạn. Các bạn thấy chú cá này thật là dễ thương đúng không nè? Đây là mẫu đèn mà mình thấy mình ưng ý nhất kể từ những ngày mà mình làm lồng đèn trung thu nha các bạn. Nhìn nó đẹp nè. Các bạn có thể biến tấu thành những kiểu khác nhau nữa. Và video của chúng mình đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nha. Và tụi mình là Lena. Bye bye.